Tôi là Phạm Nguyễn Đình Huy, tôi là sinh viên năm 3 ngành truyền thông và tổ chức sự kiện. Sau đây là event tôi muốn giới thiệu đến quý công ty. Vì đây là event ra mắt giờ gọi đầu, thế nên xin lỗi, chúng tôi không thể nhận cậu được. Anh có thể cho tôi biết lý do được không ạ? Chúng tôi cần người thành thạo tiếng Anh. Cậu cầm hồ sơ này đi xin việc ở các nơi khác cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi. Dạ, em cảm ơn. Đi đâu mới về đó? Để tao đón nha. Mặc đồ lịch sự như vậy ha, mang dài đồ, cầm hồ sơ như vậy là đi phỏng vấn xin việc đúng không? Mà sao đen thui vậy? Thì có sao mặc vậy thôi, bộ này lịch sự nhất rồi đấy. Rồi làm gì mặc thảm dữ vậy? Nè, tài liệu họp hôm nay đó, cầm đi. Giờ cần cù bù rồi cái cù lôi. Thôi, thua thì gỡ. Không có chỗ này thì mình tìm chỗ khác, chứ có gì đâu. Gỡ cái gì? Gỡ ghen hả? Nghe. Ui, cái thằng này nó ở dơ. Mà nghĩ sao mà tao buồn. Tự nhiên đòi chứng chỉ tiếng Anh với kinh nghiệm. Sinh viên đi thực tập lấy kinh nghiệm, chứ lấy đâu ra có sẵn cho mấy ông sếp bụng phệ đấy. Trời ơi, cái miệng của mày á. Cẩn thận đi nha. Nhưng mà bài thuyết trình của tao đúng hay luôn. Mấy ông sếp ngồi xem như này này. Mà thấy tao có năng lực thì nhận luôn đi. Chứng chỉ tiếng Anh bổ sung sau cũng được mà. Có gì phải làm quá lên. Người Việt Nam phải nói tiếng Việt chứ. Nhưng mà cái đó quan trọng đó. Quan trọng đối với tao chỉ là important thôi. Tao học không có vào. Nhưng mà... Tao mà cố quá, có ngày tao thành người bạn quá cố của mày ấy.